Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Do Yourself Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm những cái cây nến này có hình Hello Kitty. Và cái cách làm thì rất là đơn giản, các bé có thể tự làm tại nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ở đây thì mình cần những cái cây nến lớn như thế này và hình xăm. Hình xăm kiểu hình xăm dán thì các bạn có thể dùng bất kỳ hình hoặc là họa tiết nào cũng được. Ở đây thì mình có Hello Kitty, một cái hình ông mặt trời và một cái hình khác cũng là Hello Kitty luôn. Rất là dễ thương đúng không? Và bây giờ mình sẽ xăm những cái hình xăm dán lên cái cây nến. Và ở đây thì chúng ta cần một cái giấy thấm nước để chúng ta dùng để chúng ta bôi lên cái hình xăm sau khi mà chúng ta dán lên cây nến như thế này. Và các bạn hãy cùng xem nhé. Mình dán cái hình này lên. Sau đó mình sẽ dùng nước để mình bôi đằng sau. Cái cách này thì chúng ta sẽ làm cái hình xăm nó dính hoàn toàn trên cái cây nến luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử. Mình lột ra thì cái hình nó sẽ dán lên cây nến như thế nào nhé. Và cái hình Hello Kitty nó đã dính trên cái thân của cây nến màu trắng như thế này. Trông rất là đẹp đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ dán thêm cái hình dán hình ông mặt trời và một hình Hello Kitty nữa lên cái thân của cây nến này. Và mình dán theo cách tương tự luôn. Và xong rồi, chúng ta đã được một cây nến có những hình dáng rất là đẹp như thế này. Và các bé có thể hoàn toàn tự làm tại nhà. Rất là đơn giản đúng không? Và chúng ta có thể dùng những cái cây nến rất là độc đáo và đẹp như thế này để tặng bạn bè và người thân. Và nếu các bạn nào đã làm trang trí những cái thân cây nến tương tự như thế này bằng cách này rồi, thì các bạn hãy comment cho mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn like nếu các bạn thích video này. Và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo, khám phá nhiều ý tưởng hấp dẫn và mới lạ khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.